rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến những bất thường về điểm thi trong kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình, ngày 30 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Lại Văn Hoàn ký văn bản số 2879/UBND-NCKS về thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025. Trước đó, chị Phạm Thị Duyên ở xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải có đơn thư tố cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình và một số cơ quan báo chí phản ánh về những bất thường trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Thái Bình. Chị Phạm Thị Duyên cho biết, con chị là một học sinh đội tuyển toán của huyện Tiền Hải với nhiều thành tích. Sau khi thi, cháu có đối chiếu đáp án và tự tin về làm bài. Tuy nhiên, cháu chỉ được 6,75 điểm môn toán. Gia đình làm đơn phúc khảo bài thi, kết quả môn toán từ 6,75 điểm lên 9 điểm, tăng 2,25 điểm. Chị Duyên bức xúc, kỳ thi vào lớp 10 là rất quan trọng với mức độ cạnh tranh lớn, chỉ chênh nhau 0,1 điểm đã có thí sinh đỗ, thí sinh trượt. Đặc biệt, điểm số chênh lệch lớn giữa điểm lần đầu và điểm phúc khảo, nhất là ở môn toán và ngữ văn nhân hệ số 2 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của các cháu. Chị Duyên đề nghị cần xem xét lại toàn bộ quy trình chấm thi của kỳ thi này, đảm bảo công bằng, trung thực, khách quan. Còn chị Duyên không phải là trường hợp duy nhất có điểm số phúc khảo tranh lệch lớn so với điểm số ban đầu. Chị Duyên dẫn chứng có ít nhất có 18 trường hợp tăng điểm số sau phúc khảo ở hai bài thi toán và ngữ văn, tăng từ 1,25 đến 5,75 điểm một môn thi. Tiêu biểu như thí sinh có số báo danh 2604XX, điểm số môn toán từ 3,75 lên 9,5 điểm sau phúc khảo tăng 5,75 điểm. Thí sinh số báo danh 1804XX có điểm môn văn từ 4,5 lên 7,75 điểm, tăng 3,25 điểm. Thí sinh số báo danh 2707XX có điểm môn toán từ 1,7 lên 4,7 điểm, tăng 3 điểm. Trong số các trường hợp này, còn có con của chị DTH ở huyện Tiền Hải. Kết quả sau phúc khảo tăng tới 7,75 điểm ở cả hai môn toán và ngữ văn. Chị H cho biết, con chị đăng ký nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông Tây Tiền Hải. Sau khi thi, cháu có so sánh đáp án, kết quả tự chấm môn toán phải được 9 điểm. Ngay trong các đợt khảo sát ở trường, điểm thi của cháu cũng luôn ở mức trên 7 điểm. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công bố điểm thi. Gia đình và bản thân cháu cũng bất ngờ khi môn toán chỉ được 4,25 điểm, ngữ văn 5 điểm và tiếng Anh 8,8 điểm. Với kết quả này, con chị hát trượt nguyện vọng 1, trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải với 27,3 điểm, toán, ngữ văn nhân hệ số 2, trong khi trường này lấy điểm chuẩn 30,8 điểm. Theo chị hát, con chị kiên quyết nhờ bố mẹ phúc khảo lại bài thi. Ngày 17 tháng 6, gia đình chị Hát nộp đơn phúc khảo bài thi môn toán và ngữ văn, đồng thời tiếp tục đăng ký cho con nguyện vọng 2, trường Trung học phổ thông Đông Tiền Hải. Với điểm số ban đầu 27,3 điểm, may mắn điểm số con của chị DTH đứng thứ 44 trong tổng số 44 chỉ tiêu xét tuyển của trường Trung học phổ thông Đông Tiền Hải, vừa đủ điểm trúng tuyển đợt 2. Ngày 16 tháng 7, kết quả phúc khảo hai bài thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công bố, điểm thi môn toán của con chị DTH tăng 4,75 điểm từ 4,25 lên 9 điểm, môn ngữ văn tăng 3 điểm từ 5 lên 8 điểm. Như vậy, với kết quả sau phúc khảo, từ trường nguyện vọng 1, con chị H đã đỗ trường phổ thông trung học Tây Tiền Hải với tổng điểm 42,8 điểm, chênh lệch 15,5 điểm so với điểm công bố ban đầu. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 6 với trên 20.500 thí sinh tham gia tại 30 hội đồng thi với 32 điểm thi. Trong đó có 1.100 thí sinh dự thi tuyển sinh vào các lớp chuyên, trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình, môn toán và ngữ văn thi theo hình thức thi tự luận, môn tiếng Anh thi trắc nghiệm. Đây cũng là năm cuối tuyển sinh lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Theo kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển ở cả hai đợt do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công bố, toàn tỉnh có 14.240 thí sinh trúng tuyển đợt 1, 1.520 thí sinh trúng tuyển đợt 2. Trước phản ánh của công dân và dư luận xã hội về những bất thường điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình, căn cứ kết quả cuộc họp ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân yêu cầu thanh tra tỉnh thực hiện đột xuất việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với sở giáo dục và đào tạo, giám đốc sở giáo dục và đào tạo và các tổ chức cá nhân liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giao sở nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, giám đốc sở giáo dục và đào tạo để phục vụ hoạt động thanh tra đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Chủ tịch ubnd dân tỉnh Thái Bình yêu cầu công an, sở thông tin và truyền thông cử cán bộ, công chức có đủ năng lực trình độ tham gia thanh tra theo quy định của luật thanh tra năm 2024.